Dạ phân size nhà em lên tới 90kg nha tình yêu ha. 90kg là bên em đã có size cho mình mặc vừa mặc đẹp. Mọi người ngắm nghía cái phân quần lại giùm cho em thêm một lần nữa. Giá một cái quần như thế này mà có 120.000 thật sự rất là rẻ luôn mọi người ơi. Trời ơi, rẻ nhất thị trường. Tại bên em là hàng độc quyền luôn, sản xuất tại xưởng luôn nha mọi người, cho nên giá cả cực kỳ cạnh tranh, đang trực tiếp bán lẻ hỗ trợ cái mùa mà gọi là kinh tế của mùa đang rất là éo le luôn đúng không ạ? Đó, hỗ trợ cho mùa cái giá này rất là rẻ luôn. Mua từ 2 quần trở lên dùm cho em 240.000 đồng 2 quần, cộng thêm phí ship. Mua 3 quần là 360.000 đồng em miễn phí ship cho các tình yêu. Nhận hàng bị rộng bị chật bên em hỗ trợ đổi trả size. Mọi người để lại thông tin ở phía bên dưới liền dùm cho em luôn. Inbox dùm cho em thêm cái chiều cao, cân nặng hoặc là vòng eo, vòng bụng gì đó. Bên em hỗ trợ chốt đơn cho mọi người một cái size số mà mình có thể mặc vừa mặc đẹp luôn nha mọi người ha, để tránh tình trạng đổi trả đơn hàng. Rồi, bây giờ em giới thiệu cho mọi người luôn nha. Em sẽ có tông màu này màu xanh đen nè. Tiếp theo nữa em sẽ có màu này là màu xanh đậm đây. Trời ơi, cái quần như thế này có 120.000. Cái form ống mình sẽ là quần ống suông, ống to như thế này, tạo cảm giác thoải mái cho mấy anh trai mặc. Cái đũn quần nhà em rất là rộng rãi, thoải mái và không có đường cong cho mọi người ơn sát khi bờ mông đứng lên ngồi xuống là không có bị vướng, bị víu, bị díu bên trong luôn. Đường kia mũi chỉ cực kỳ chắc chắn. Em nói là tại vì hàng độc quyền, hàng nhà mình là sản xuất luôn cho nên phải cực kỳ uy tín mới có thể mà tiếp cận được khách hàng. Cho nên nhà em là chọn những cái khúc vải là cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Vải đây là vải chất lượng cao, phơm dán cực kỳ chuẩn nha. Kiểm tra hàng kỹ càng trước khi giao tới khách hàng. Chỉ là đổi size cho mọi người khi bị rộng, bị chật thôi, chứ không có tình trạng hàng bị lỗi hay là bị vấn đề gì về thơm luôn nha mọi người ha. Màu này sẽ là màu xanh nhạt. Hiện tại bây giờ trên thị trường em nói thật với mọi người là bây giờ ít ai mà sử dụng những cái phơm quần ống bo, ống hơm như lúc trước nữa, mà thay vào đó là những cái kiểu hot trend ống suông như thế này. Khi mọi người phối đồ vào nhìn cực kỳ cá tính và thời trang. Nhưng mà đối với phơm quần này, đối tượng nào dùng cũng có thể mặc được, già trẻ, lớn bé, trung niên hay thanh niên đều có thể mặc được. Và quần jean là rất là dễ phối đồ, những phối là áo cổ bẻ, áo sơ mi hoặc là áo cổ tròn đều có thể mặc được chưa? Dạ rồi, ok, em chốt đơn cho anh Đức Nguyễn nha. Anh Nam Phạm nè, chị Hồng Duyên nè, chị Trúc Hậu nè, chị nào chốt đơn nữa thì nhanh tay lên đơn dùm cho em nha. Em không có đọc hết comment cho mọi người được đâu, tại vì số lượng đơn hàng nhà em rất là nhiều. Đầy đủ thông tin bên em đi đâu luôn, chứ không có gọi điện thoại là xác nhận đơn hàng một lần nữa nha. Ba màu dùm cho em nha. Mọi người nhìn kỹ luôn, trời ơi cái túi quần nó to dã man luôn. Cái túi quần này á là mọi người để vừa cả một cái điện thoại, một cái ví tiền, chứ khác xa với những cái hàng thông thường mà mọi người hay mua.